to remember that the subconscious mind is the driver of our lives. If your subconscious believes you can have a great marriage, then chances are you will. Watch on to find out more. Cherished friends, we are honored to have Ms. Bảo Ngọc, a physiotherapist from Âu Lạc or Vietnam, present our fascinating program, Mind Kinetics Coaching, Positive Thinking Tools, Part 2 of 2. Ms. Bảo has earned her bachelor's degrees in physiotherapy and nursing. She currently provides physiotherapy services at a traditional medicine hospital. Xin chào quý khán giả rực rỡ, tôi là Bảo Ngọc, đến từ đất nước Âu Lạc xanh tươi. Người dân Âu Lạc với tâm đơn thuần và từ ái, mến chúc mọi người luôn an bình và mãn nguyện trong tâm. Hôm nay, chúng tôi rất vui được chia sẻ phần 2 trong loạt tiết mục gồm 2 phần về công việc đầy thăng hoa của cô Pesca Kaper. Đề cao tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ giúp suy nghĩ khẳng định cho một cuộc sống hạnh phúc. Cô Pesker đã được trao giải thưởng cho nhiều cách thức huấn luyện và lãnh đạo sử dụng phương pháp khoa học về trí lực độc quyền của cô với mục đích giúp mọi người đạt được an bình nội tại. Là đồng chủ tịch tổ chức huấn luyện và lãnh đạo quốc tế CLI, cô Pesker được các học viên chiều mến gọi là thầy huấn luyện. Cô đã giúp nhiều người trên khắp năm châu đạt được mục tiêu và vượt qua nhiều khó khăn thử thách trong mọi mặt của cuộc sống. Cô Pesker cũng rất vui khi được giảng dạy cho các hội nhóm và đào tạo nhiều huấn luyện viên về phương pháp này. Cô cũng là tác giả viết nhiều sách, trong đó có cuốn Thượng Đế trong công tác huấn luyện, bí quyết sống hạnh phúc. Khoa học gia người Hoa Kỳ, bác sĩ Bruce Lipton, nổi tiếng thế giới là người đứng đầu trong lĩnh vực sinh học tế bào và tiềm thức. Xin mời quý vị lắng nghe ông chia sẻ về sức mạnh của tiềm thức. The subconscious mind runs your behavior and your genetics and your biology over 95%. Here's the problem. How come it's so difficult to get what you want when you think you're running your life? The answer is because the new science says you're not running your life. Your subconscious is running your life, and that has beliefs and programs from other people. So as we know, a belief in our conscious must be congruent with that same belief in our subconscious mind in order to make things happen. Mm-hmm. So the two minds must be in agreement with each other. Only then can we move forward. Yeah, I like to think of it this way, you know, conscious mind, subconscious mind, in agreement, right? They're shaking hands. Right on. Yes, and I'll give you an example. Let's say someone in the viewing audience is having trouble in their marriage. Well, in your conscious mind, you say to yourself that, yeah, I can have a great relationship mm-hmm. with my husband or my wife. However, during a mind kinetic session, you might discover that your subconscious mind is saying, no, you don't. No, you don't. You don't believe at a deep level that you can have a happy and loving relationship with your husband or your wife. No wonder marriage failure rates are so high. We need to remember that the subconscious mind is the driver of our lives. If your subconscious believes you can have a great marriage, then chances are you will. Let's take a moment now and listen as Dr. Bogdana Macovei from Romania explains the law of belief and the precision of the science of mind kinetics from a medical doctor's perspective. Hi, everyone. My name is Bogdana Macovei from the beautiful city of Bucharest in Romania. My background is medical doctor, and everything I have studied was based on scientific discoveries, relying on very logical facts, science-based medicine. I'm studying the science of mind kinetics for coaching and leadership. Through these studies,
I have learned that this science is so precise that can even pinpoint the root cause, or the beginning, the seed when a negative belief was planted in a person's subconscious mind. Next, once we know the negative belief that a person may have had for decades, we can switch it around in just one mind kinetics coaching session. You see, we all know the universal law, the law of belief. What we think, we become. We can permanently switch a negative thought into a positive one. Now, this is a breakthrough in science. Bây giờ, chúng tôi sẽ tọa thiền dưới tán cây oai vệ. Khi trở lại, chúng ta sẽ tìm hiểu về công việc của nhà thần kinh học bác sĩ Candace Perth và nghiên cứu của bà về lối suy nghĩ khẳng định. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng truyền hình vô thực sư. Chào mừng quý vị trở lại tiết mục Huấn luyện trí lực, công cụ giúp suy nghĩ khẳng định. Phần 2 trong 2 phần trên truyền hình vô thượng sư. Trong khi tiến hành nghiên cứu riêng về sức mạnh của suy nghĩ khẳng định, cô Becker cũng nhận thấy công việc của cô trùng hợp với công trình nghiên cứu của cố bác sĩ Candace Perth, là nhà thần kinh học người Hoa Kỳ. Bác sĩ Perth phát hiện thấy cảm xúc có tác động to lớn đến sức khỏe của tế bào, từ đó ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành vi của chúng ta. Trong cuốn sách do bà biên soạn mang tên Phân tử của cảm xúc, bác sĩ Perth viết rằng nếu cảm xúc bị ngưng trệ do bị từ chối, kìm nén hoặc tổn thương, chúng ta có thể cảm thấy bế tắc, không thể hoan hỉ đáp lại thế giới xung quanh và sẽ lặp lại những hành động trước đây. Nhờ học cách trực diện để vượt qua những trải nghiệm và hoàn cảnh trong quá khứ, những ký ức được lưu trữ trong các thụ quan của tế bào, chúng ta có thể tự thoát khỏi những trở ngại, hoàn cảnh bế tắc này. Công trình nghiên cứu của cô Becker giúp mang lại nhiều hy vọng khi chúng ta không thể suy nghĩ rõ ràng để đạt tới mục tiêu hoặc vượt qua khó khăn. Các thụ quan sẽ thắt chặt lại, ngăn không cho thức ăn và năng lượng đi vào để nuôi dưỡng toàn bộ tế bào. Cô cho biết rằng quan niệm và hệ tư tưởng phủ định đơn giản chính là hậu quả của các tế bào không khỏe mạnh, các tế bào không vui. Vậy giải pháp là gì? Câu trả lời là hãy nhớ rằng tình thương luôn chiến thắng nỗi sợ, bởi vì tình thương có chấn động lực cao hơn. Tần số chấn động cao hơn của phương pháp huấn luyện trí lực giúp giải phóng những cảm xúc bị ngưng động trong các thụ quan, tế bào sẽ được nuôi dưỡng. Nhờ đó chúng ta suy nghĩ về hoàn cảnh được rõ ràng hơn. Trong những năm đầu nghiên cứu, cô Becker thường kiểm tra sức lực của học viên vào đầu và cuối mỗi buổi huấn luyện và trong những lần ghé thăm sau để chứng minh cảm xúc bị bế tắc đã được giải phóng vĩnh viễn. Tóm lại, khi gặp khó khăn trong cuộc sống hoặc không thể đạt được mục tiêu, khoa học ngày nay đã giải thích nguyên nhân là do các thụ quan bị co thắt lại. Áp dụng phương pháp khoa học về trí lực, chúng ta có thể giải phóng những cảm xúc này, thoát khỏi tình trạng bế tắc. After the first session, it was truly amazing. I could have never thought that the emotions have so much weight. Tons and loads of weight was removed from me. I'm more content, I'm more peaceful, I'm more confident about myself. I have gone through those patterns of low self-esteem, low self-confidence, and I'm much better now. I realize now how powerful I am as a person, for myself and for others also. Sau đây, bà Marie, 84 tuổi ở Canada,
sẽ chia sẻ trải nghiệm của mình. For whatever reason, I felt guilty about everything I did, thinking that I was a bad person. Now, because of those positive thinking tools, when I look back on my life, I realize that, on the contrary, I'm a good person, helping people when I could. Today I practice keeping my mind pure and positive, and I invite older people like me and young people also to love themselves and forgive the past. I realize that forgiveness is freedom. Phương pháp tiếp cận đầy tình thương của cô Pesker để huấn luyện và lãnh đạo ở mức độ cá nhân và trong nghề nghiệp chắc chắn giúp nhiều người cải thiện nhiều khía cạnh trong cuộc sống, tìm thấy sự an bình và tự tin để trưởng thành, tha thứ và có nhiều tình thương hơn. Xin quý vị tiếp tục đón xem loạt chương trình thứ 2 về phương pháp huấn luyện chiến lược, công cụ giúp suy nghĩ khẳng định trong tương lai gần, để tìm hiểu và áp dụng vào cuộc sống một số phương cách đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả giúp các tế bào rạng rỡ niềm vui. Để biết thêm thông tin về cô Pesker Kaper, xin vui lòng truy cập coachingandleadership.com. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi tiết mục Huấn luyện chiến lược, công cụ giúp suy nghĩ khẳng định phần 2 trong 2 phần hôm nay. Mong mọi người có an bình nội tại, nhờ đó kiến tạo hòa bình thế giới. Thank you for joining us today for Mind Kinetics Coaching, Positive Thinking Tools, Part 2 of 2. Up next is Speed Up Our Planet's Improvement and Evolution with This Divinity Powers. Part 3 of 5. On Between Master and Disciples. May we all be peaceful inside, thus creating world peace. For more details, please visit suprememastertv.com/HL. That which calls the rose is mine.